Xin chào tất cả các bạn. Theo các bạn, dòng xe ô tô 1950-1960 hiện tại bây giờ vẫn chạy trên đường chứ? Hay họ để trưng ở nơi bán xe này kia ở bên Mỹ vào khoảng đầu tháng 9, họ sẽ tổ chức một cái buổi trưng xe hàng năm. Nguyên ngày luôn, mọi người có thể đi trục đường đó sẽ được đóng để mà họ trưng xe một đoạn ngắn, toàn xe cũ mà rất là sạch đẹp, nhìn như kiểu mới tinh luôn. Mọi người có thể chụp ảnh, quay phim, vân vân. Họ trực nguyên ngày từ sáng sớm, theo mình được biết là từ tầm 8 giờ 9 giờ đến tối 7 giờ, 8 giờ tối. Nhưng thực ra các loại xe đời đó bây giờ vẫn chạy trên đường. Hôm nay này, mình quay được video, mình quay video cái xe đó chạy trên đường và họ dừng bên đường, thế là mình quay được cái video. Mời các bạn đón xem. Các bạn thấy không? Trong một dừng xe mới xuất hiện một xe đời cổ 1950-1960, kiểu mô cổ, dáng vẫn rất là đẹp. Mình đứng quay mà thằng chủ xe tưởng mình làm gì, quay vào nó ra nó nhòm, nhìn quá trời nhìn. Xin phép mà giờ đâu quay cái xe mày nhé. Sau khi xin phép nó cho quay phim, mình đến bạn trong xe của Ford, mong thoáng luôn. Phía trước quá trời dễ thương, rất là mũ. Về xe dòng 5 chỗ ngồi, phần sản xuất ngọn thun.